sau chị đẹp và những cái nhất, xứng đáng trở thành dream team của Show. Toàn năng và được công nhận nhất, trang pháp. Ninh Dương Lan Ngọc là nhân tố hút view nhất. Độ thảo luận cao nhất thuộc về chị đẹp Huyền Baby dù không debut. Mỹ Linh sau Show trở thành chiến thần meme. Emily, Lệ Quyên, chị em mình có nhau được netizen dí không ngừng nghỉ. Sáu người ba phe, bảo sao nhóm thành đoàn vừa ra đời đã tan đàn xẻ nghé. Mặc dù đã kết thúc và công bố 7 cái tên thành đoàn, song dàn chị đẹp vẫn khiến netizen phải bàn tán không ngớt. Trong những topic thảo luận của cư dân mạng, có người điểm lại 6 chị đẹp sở hữu cái nhất sau khi tham gia chương trình, đồng thời cho rằng đây mới thực sự là dream team của Show. Cụ thể, theo cư dân mạng thì một trong 6 chữ nhất thuộc về chị đẹp trang pháp. Dĩ nhiên rồi, quán quân của chương trình không chỉ xinh đẹp, tài năng mà còn có tố chất lãnh đạo. Tuy không làm đội trưởng nhiều bằng Emily, nhưng trang pháp lại giành được giải thưởng liên quan đến chức vị này. Hơn nữa, nữ ca sĩ đã có thấy bản thân đa tài cỡ nào khi mỗi phần trình diễn của cô đều có những điểm nhấn làm người xem không thể quên. Chị đẹp tài năng nhất chắc chắn phải thuộc về trang pháp. Ninh Dương Lan Ngọc là cái tên tiếp theo xuất hiện trong top 6 chị đẹp sở hữu chữ nhất. Nhiều người cho rằng nhân tố hút view nhất của Show phải là Ninh Dương Lan Ngọc. Từ những ngày đầu chương trình mới lên sóng, còn chưa có nhiều người xem thì cái tên giữ chân khán giả chính là Ninh Dương Lan Ngọc. Trong Show, nữ diễn viên tuy chưa từng để bản thân lấn lướt các chị đẹp, song hào quang tỏa ra từ Ninh Dương Lan Ngọc vẫn rất rực rỡ. Cho đến cuối cùng, nàng ngọc nữ màn ảnh vẫn là cái tên được nhiều người yêu mến và không ít người xem chương trình là vì Ninh Dương Lan Ngọc. Cả hai chị đẹp kể trên đều cùng góp mặt trong danh sách 7 chị đẹp thành đoàn. Còn Huyền Baby, cô gây nhiều tiếc nuối vì bị loại tức tưởi ngay trước thềm đêm chung kết. Dù vậy, nữ nghệ sĩ vẫn là người chiến thắng vì có được tình cảm của khán giả. Cô cũng được cư dân mạng vote vào Dream Team vì là người có độ thảo luận cao nhất. Điều này chắc chắn không ai phủ nhận được rồi, vì suốt thời gian tham gia, cái tên Huyền Baby đã không ngừng viral trên mạng xã hội, thậm chí tạo trend trên top. Gây bất ngờ nhất trong Dream Team do dân mạng chọn ra là nữ ca sĩ Mỹ Linh. Không một ai nghĩ Phù Vân giáo chủ lại có lúc hề hước, dễ thương đến như vậy. Ngay sau khi loạt biểu cảm trong chương trình gây bão, Mỹ Linh được dân mạng trao ngay danh xưng chiến thần meme. Người thu hoạch được nhiều gói biểu cảm nhất sau Show chắc chắn không ai khác ngoài Mỹ Linh. Và bên cạnh đó, cô còn gây thiện cảm nhờ sự lăn xả hết mình, đối xử công bằng và rất quan tâm đến các chị đẹp trong Show. Cuối cùng, bộ đôi đồng sở hữu chữ nhất, trong bị dí nhiều nhất gọi tên chị em nhà Lệ Quyên, Emily. Với Lệ Quyên, cô bị chê khá nhiều vì những bài đăng bóng gió có người chơi xấu, giở trò khi tham gia Show. Việc đưa bạn trai Lâm Bảo Châu lên Show cũng không được hoan nghênh. Màn chiếm spotlight trong đêm chung kết với lời phát biểu nhường slot của Lệ Quyên cũng làm cư dân mạng chê trách. Còn Emily, không biết từ bao giờ mà cô nàng chung bè với Lệ Quyên. Tuy không nói gì, nhưng hàng loạt hành động gây tranh cãi của Emily tại Show làm người xem ghét bỏ. Thứ nhất là việc cô làm đội trưởng quá nhiều, thậm chí tự vote cho bản thân vô chức vị đó. Thứ hai là tranh cãi trong việc chơi nhạc cụ, thậm chí chiến thắng Hương Ly dù chơi rất bình thường. Cuối cùng, Emily còn không được yêu thích vì thường xuyên chiếm center. Theo cư dân mạng nhận xét, 6 chị đẹp này cũng mông lung chia làm 3 phe. Một phe thuộc Lệ Quyên, Emily. Trang Pháp, Huyền Baby thân thiết với nhau, Mỹ Linh thì thân với Thu Phương còn Ninh Dương Lan Ngọc nhạc nào cũng nhảy. Cỡ này thì bảo sao, team thành đoàn vừa ra mắt dân mạng đã nhanh chóng tuyên bố tan rã dùng.